Water Green Master aka Thủy Đụt ở trong Kimetsu no Yaiba, nó đã xuất hiện ở trong cái Roi 2 và là một con unit được đổi bằng đá Roi màu vàng anh em ạ. Đây cũng là một trong số những con unit mà đại đa số anh em cày chay lên sở hữu. Và với một người kiểu King of Pay to Win như mình thì yes sir, mình đã không đủ đá để mua nó ở trong cái lần sale trước. Thế nên là lần sale này thì nó lại không sale cái con này nữa anh em ạ. Thế nên thành ra là lại giống như lần trước thôi, mình sẽ phải mua cái thanh kiếm để nâng cấp nó trước. Và mình lại phải chờ đến cái Evo lần... À không phải Evo mà mình chờ đến cái lần ride đợt sau. Và mình phát hiện ra là mình đang thiếu khoảng tầm 35 đá nữa anh em ạ. Mình mong rằng mình sẽ đi ride để có đủ 35 đá trong một lần ride anh em ơi. Bởi vì nếu không nó cho 30 đá thôi ấy, thì mình lại phải đi mất 2 lần và mất đến 30 phút nữa mới đủ à. Rất là mất thời gian nhá. Với cả là kiểu nhiều khi anh em mình thiếu một tí đá thôi, xong là các bạn đi ra, các bạn mất thời gian, các bạn ra ấy, nó lại bắt các bạn chờ khoảng một tiếng nữa để mở thêm ra này. Đấy, mở đến tiếng thứ hai thì sẽ không thấy sale nữa anh em ạ. Nên là chờ rất mất thời gian. Nhưng mà nói chung thì không sao. Đấy, với một người cày chay, đấy, cày chay bằng tiền như tôi thì tôi đã quá quen với cái việc mà kiểu đi ra nhiều lần như thế này. Bởi vì tôi đã có kinh nghiệm trong cái lần săn sale con bia kinh rồi anh em ạ. Và rất may đấy là chỉ với một lần ride duy nhất mình đã ra đủ 35 đá. Mặc dù ở kia nó ghi là có 30 đá thôi. Mình đã đủ số đá để mà đổi cái con Thủy Đụt đấy rồi anh em ơi. Từ từ xem nào, để mình nhớ lại xem nào. Mình nhớ không nhầm thì Thủy Đụt nó tên là Tokiyoma đúng không ta? Ở hình như là thế anh em ạ. Nhưng mà rồi không sao, mình đã đổi được Thủy Đụt ở trong Anime Defender anh em ơi. Ok, và để mình xem cái chỉ số xem nào, nó có ra cái gì ngon không. Đâu rồi ta, nó trốn ở đâu đấy. À đây. Ôi giời ơi, chỉ số D cộng anh em ạ. Ôi nó xấu. Ôi mới chỉ có 1.000 con trên toàn, chỉ có 1.000 con, 1.006 con trên toàn server thôi anh em ơi. Líu hết cả lưỡi. Trước tiên thì chúng ta sẽ phải đi dọn cho nó một cái chỉ số nó đẹp đẹp một tí đã nha anh em nhá. Bởi vì là mình nghĩ là một cái con mythical như thế này thì mình cũng chưa biết được là nó có mạnh hay không. Thế nên là mình cũng không cầu toàn như lần trước nữa. Mình sẽ chỉ lấy làm sao cho cái điểm đêm là điểm mắc nhất thôi. Đó, sao cho cái điểm đam của mình là cái điểm tối thượng nhất. Đó, và cái điểm, hai cái điểm phía dưới cao nhất có thể. Ui, S luôn mà mọi người ơi. Đỏ rồi, ngon 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 mọi người à. Với cái đà này thì mình mong là mấy cái điểm ở phía dưới mình đều được A cộng hoặc A nữa thì tuyệt vời ông mặt trời luôn mọi người ơi. Uầy, C, B, C trừ, C cộng, trời ơi sao C hoài đấy, D, C cộng nữa, A đi trời, A trừ thì cũng được, ảo đầy rồi, A rồi. Khóa ngay lại mới được anh em ơi. Rồi còn khoảng 2 lượt zone nữa anh em ơi. 2 lượt nữa. F. A đi, A trừ cũng được lần cuối này. Ui giời ơi, C luôn mà. Chịu luôn anh em ạ. Nhưng mà thôi không sao. Nói chung là hai cái điểm, một điểm F với cả một điểm A thì mình nghĩ là nó sẽ kéo cái chỉ số để nó nâng cái điểm cuối lên. Mình mong là cái điểm cuối nó sẽ nâng lên khoảng tầm A trừ thì cũng ok anh em ơi. Mong là như thế. Để xem nào. Để xem là cái chỉ số nó có thay đổi gì không nào. Ở bên trên là à đây. Evo xong nó ở bên trên anh em ạ. Đây. Ui giời ơi, mọi người thấy gì không? Trời ơi, nó nên B trừ anh em ạ, với cả A cộng. Không ok lắm đâu. Vãi trưởng thật. Cho ăn hết đồ ăn và tôi mới level 12 các bạn ơi. Sau đó thì tôi đã treo hục mạng lửa ngày rồi, tôi mới lên được level 43 anh em ạ. Mấy cái ông mà kiểu vừa mở ra quèo cái đã lên level 70. Tôi nể thực sự luôn anh em ạ. Nhưng mà thôi được rồi. Tôi up lên độ cấp 43 như thế này thôi. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chiêm ngưỡng sức mạnh của một đại trụ ở trong Kimetsu no Yaiba thì sẽ như thế nào. Không biết được rằng gọi là các chiêu thức của anh ấy ở trong Anime Defender có gì đẹp hay không, và có gì mạnh hay không, và đây có phải là một unit đáng sở hữu hay không. Thực ra thì tôi đã nghe phong phanh một vài anh em nói rằng con này phế vai trưởng ra và không đáng sở hữu anh em ạ. Nhưng mà theo như tôi nghĩ thì tuy rằng cái thằng Thủy Đụt này ở trong anime trông cứ lầm lì lì, nhưng mà thằng này ok phết mà anh em. Ui, thức thứ nhất. Rồi, thức thứ nhất của nó thì nó sẽ chém ra một nhát chém màu xanh. Đó, có hoạt ảnh là nước anh em ạ. Khá là đẹp mọi người ơi. Khá là đẹp.
Nhưng mà với cái mức độ ở cấp level 43 như thế này thì dam của nó thì mới đâu đấy khoảng tầm 1.100 anh em ạ. Đấy, nếu như mà mắc cấp thì có lẽ là đêm nó sẽ đâu đấy khoảng tầm 2.000 ông ta, mình cũng không biết được nữa. Nhưng mà tôi đánh giá là chiêu thức ok này. Với cả một con mythical dam khởi đầu như thế này là cũng ok rồi này. Tuy nhiên rằng không thể nào mà so sánh với cả một con bia kinh mới được Alemin búp được anh em ạ. Con bia kinh nó kiểu, tôi nghĩ là kiểu nó được búp nó hơi bị mạnh ấy. Đấy, nó vừa có chảy máu này, nó vừa có chém này kia này, nó vừa có đam toàn phần này. Trời đất ơi, mạnh mẽ kinh khủng luôn. Nhưng mà đương nhiên rồi, đấy, trong một bản update phải có một con mạnh, phải vào một có một con yếu. Đấy, thế nên là có con yếu thì nó phải có những cái gì đấy nó bù lại. Tuy rằng tao yếu nhưng mà chiêu thức của tao trông nó xịn xò hơn, nó đẹp hơn thì sao, đúng không? Rồi, yếu quá, không đép được cái quay này rồi anh em ơi. Tôi khả năng tôi phải đặt một cái con nữa là tôi đép rồi mọi người ạ. Rồi, nâng lên level 2 thì thời gian hồi chiêu nó sẽ giảm xuống. Nhưng mà khả năng là tôi phải, đây tôi đép cái đàn này cái. Không đép được anh em ơi, không đép được. Đấy rồi, ok. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ nâng lên thức thứ hai. Thức thứ hai là gì đây? Ồ, chiêu thức của nó đã đổi sang dạng hình tròn rồi anh em ạ. Nó không còn theo cái dạng đường thẳng nữa. Và nó sẽ đánh theo cái dạng gọi là tầm hình tròn. Thức thứ hai nó chém một nhát kiếm. Thực ra thì tôi cũng không nhớ các tên thức ở trong Kimetsu no Yaiba đâu anh em ạ. Tôi đã xem quá lâu rồi. Và đợt này nó đang ra tập mới thì tôi lại chưa có thời gian tôi cày nữa. Nghe đồn là giọng này hay lắm, với cả là chuẩn bị set up rồi là đánh Muzan với cả này kia. Nói chung là anh Michael Jackson của tôi ở trong Kimetsu no Yaiba thì trông rất là đẹp dai, ngầu lòi, mỗi tội là não teo anh em ạ. Người ta ở trong cái tộc Kibuya thì người ta gọi là não nhăn, não nhiều nếp nhăn và thông minh. Nhưng mà riêng cái anh gọi là cái anh Michael Jackson của tôi thì ông này lại bị là tóc xoăn anh em ạ. Đấy, não lại phẳng tưng. Nhưng mà anh em nhìn này, cái chiêu thức thứ 3 của con thủy đụt này thì nó lại là một cột nước nhá. Đấy, áp dụng thời gian khá là lâu và nó giúp anh em gọi là có thể phá được khiên hợp lý luôn. Ui. Rồi, chiêu thức thứ 4. Thức thứ 4 thì nó lại cái vòng nó to hơn này. Và vẫn là một cột nước nhưng mà nó lại có những cái đam lan ở phía xung quanh. Ui, hiệu ứng hoạt ảnh nước của cái chiêu này đẹp vai trưởng anh em ạ. Tính ra nhá, đêm không to nhưng mà bù lại là hoạt ảnh đẹp đấy chứ anh em. Đẹp đẹp phết anh em ạ. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng cái thức tiếp theo xem nào. 6.000 đam. 6.000 đam ở level 7. Nếu như mà con này mắc cấp mà mắc cái level lên, đam nó có được khoảng tầm gần 20.000 thì cũng là một con gọi là mythical đáng chơi đấy anh em. Chứ không phải là không đáng chơi đâu nhá. Ở đây thì nó mới đang level 43 thôi, và theo cá nhân của mình thì mình thấy nó khá là đáng chơi đấy chứ, đúng không? Rồi, bây giờ thì mình sẽ thử nâng lên xem nào. 7.300 đam với cooldown là 4.1. Mà cái cấp tiếp theo ấy là nó nhảy lên tận 12.000 đam cho anh em ạ. 12.000 đam, nếu mà cấp số nhân lên thì cũng mạnh mà anh em. Anh em nào kiểu có một vài anh em cứ chê là kiểu con này phế, con này thế kia, nhưng mà mình thấy ok mà. Xong chiêu thức lại còn đẹp nữa nhá. Đấy, với một cái người mà kiểu mê cái đẹp như mình thì con này kiểu đáng sở hữu vã. Chờ mãi mới đủ tiền để nâng những cái level cuối anh em à. Và đam của nó thì bây giờ mỗi lần tăng thì nó tăng lên kiểu 2.000 đam nhá. Đấy, lên chiêu tiếp theo thì nó sẽ kiểu chỉ giảm cooldown với các thứ thôi. Mình thấy chiêu, ui, các bạn thấy không? Chiêu càng ngày càng đẹp luôn. Mấy cái thức cuối cùng này đẹp vã anh em à. Cái chiêu này ở trong phim thì nên đặt tên là gì anh em nhỉ? À quên, không phải nên đặt tên mà là trong phim thì gọi là gì chứ anh em ơi. Ui, anh em kiểu tính ra admin của game này làm hoạt ảnh siêu siêu đẹp luôn. Đây là cái lý do tại sao mà tôi lại kiểu đầu tư vào cái game này nhiều đến như thế anh em ạ. Những cái con mới ra như thế này thì đẹp, đẹp vãi trưởng luôn. Mà tính ra nhá, là tôi còn đã từng xem mấy bộ anime kiểu còn liên quan đến như kiểu là Kimetsu no Yaiba, Thanh Diêm Diệt Quỷ, rồi là Dragon Ball cái thứ đấy. Chứ mấy cái bộ như kiểu Solo Leveling hay là mấy cái kiểu mà Fairy Tail cái gì đấy ấy, là tôi mù tịt luôn, gần như là tôi không biết luôn. May sao mà tôi có một chút kiến thức về anime đấy anh em ạ. Đấy, mặc dù là không uyên thâm thôi nhưng mà không sao. Và đây bây giờ thì mình sẽ up nốt nó lên level 10, level quấy anh em ơi, up nốt nó lên level quấy để xem là đêm nó sẽ như thế nào. Rồi, 16k.
16k dam ở level 43. Mình nghĩ rằng nếu như mà nó lên level 70 thì dam nó sẽ đâu đấy khoảng tầm 17-18k dam không? Đấy. Thế nên là mình đã quyết định là mình bỏ ra một số reroll để mình roll cho nó một cái chỉ số precision anh em ạ. Nếu như mà rớt ra Requiem 1 thì ngon, còn không thì mình sẽ lấy precision. Đây cũng là một trong số những cái chỉ số gọi là tạm chấp nhận được ở trong cái anime Defender và đáng để chơi rồi. Và roll được thì lần sau mình sẽ thử cầm con này và đi solo ride với chỉ con này xem có solo được không anh em nhá. Đấy, và yên tâm 2000 à đây ta rồi, ra rồi. Ok, và cuối cùng thì cũng ra rồi anh em ạ. Và video này của mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn anh em sẽ đã xem video này. Đừng quên để cho mình một like cũng như là subscribe channel này của mình nhá. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em. Tạm biệt cho anh em những video sau. Tiếc là không ăn được quyền rồi anh em ạ.